cô thấy cảm xúc của cũng rất là hồi hộp và không biết là mình có được trúng một chút nào hay không, vì gia đình nhà cô cũng tham gia một cái cửa Uroin đầu, thì các cháu nó cũng bảo cô là trong cái dịp này cô làm thì cũng có được gặp thăm, thì cô cũng rất là hồi hộp. Cái thứ nhất là cái độ bền của nó rất tốt, vì trước đây 10 năm trước nhà cô đã làm rồi, nhà cô đã làm tầng trên rồi, và bây giờ cô lại chọn cái cửa ô đơn đầu cô làm là chất liệu nó tốt, mà hai nữa là cô thích cái sản phẩm này. Tại các đầu cầu đúng không ạ? Và xin tại hai đầu cầu Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ạ. Trước tiên tôi xin thay mặt công ty cổ phần ô đơn đầu xin cảm ơn các quý khách hàng đã đồng hành cùng công ty. Công ty cổ phần ô đơn đầu hiện nay thì có 3 cái sản phẩm chính. Thiết kế và sản xuất bởi cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần ô đơn đầu và sản xuất tại Việt Nam. Nhân cái dịp cái tổ chức Việt Build cũng như là ngày sinh nhật công ty hoặc là các cái ngày mà đón xuân năm mới thì công ty cổ phần chúng tôi thường tổ chức những cái đợt khuyến mại nhằm tri ân khách hàng, nhằm cảm ơn khách hàng đã sử dụng cái sản phẩm công ty của chúng tôi. 120 phiếu này vào trong hòm để chúng ta sẽ bắt đầu chính thức bốc thăm trúng thưởng. Và để thực hiện nghi thức này, trân trọng kính mời đại diện của công ty Eurowindow sẽ thực hiện nghi thức mở niêm phong hòm phiếu. Và kính mời ông Vũ Trọng. Và sau đây ông Vũ Trọng Trung. Vâng, ông sẽ trực tiếp. Lần này nhà khác nhau ạ. Một cái ngoài cùng ạ. Vâng. Chú lại không nhìn vào trong hòm phiếu mà nhìn xuống phía dưới ạ. Đó, là thăm thứ hai, thứ ba rồi ạ. Hai là thăm nữa ạ. Một là nữa ạ. Rồi, hãy dành một tràng pháo tay ạ để cảm ơn chúng tôi. Và như vậy chúng ta có thể thấy là ngay ở giải thưởng đầu tiên là chiếc TV Sony Smart 48 inch của khách hàng Nguyễn Bá Thọ đã sở hữu hai chiếc TV của chúng tôi rồi ạ. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Bá Thọ. Vâng, anh có chắc chắn sẽ lựa chọn là nếu không ạ? Chắc chắn rồi đấy. Khách hàng Trần Thị Anh Thủy ở địa chỉ 214 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Vũng Tàu. Và chúng tôi không làm mất thời gian của anh hơn nữa. Chúng tôi xin được chính thức thông báo là khách hàng Trần Thị Anh Thủy đã trúng thưởng chiếc xe ô tô Mazda CX-5 trị giá 1.039.000 đồng ạ. Bởi vì là anh cũng có tìm qua một số cái công trình mà đã sử dụng ở bên đâu á, thì nhôm gỗ là nói chung là phù hợp với cái khí hậu của mình. Chẳng hạn như là cái thứ nhất là về cái thẩm mỹ thì phải nói là rất là tốt. Đấy, thứ hai là cái chất lượng ấy thì so với cái khí hậu của mình thì nó đáp ứng được cái nóng ẩm của khí hậu Việt Nam.